Thưa quý vị và các bạn, 70 năm trước vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta tung bay trên nắp hầm của tướng De Cát tại Điện Biên Phủ. Nhân dịp này trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 năm 2024 tại tỉnh Điện Biên bộ tem gồm 4 mẫu với phong cách thiết kế đồ họa nội dung cô động đổi mới không lặp lại những hình ảnh được thể hiện trên các bộ tem đã phát hành bốn mẫu tem được sắp xếp liên hoàn tạo thành câu chuyện bằng hình ảnh bối cảnh xuyên suốt là lòng trảo điện biên từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng phát triển của tỉnh điện biên nói riêng và cả nước nói chung mẫu tem thứ nhất có chủ đề chắc thắng mới đánh hình ảnh chính trên mẫu tem là toàn quân đang kéo pháo vào trận địa mẫu tem thứ hai có chủ đề cả nước ra trận hình ảnh chính trên mẫu tem là đoàn dân công hỏa tuyến tài đạn lương thực phục vụ chiến trường mẫu tem thứ ba với chủ đề bài ca không quên hình ảnh nhóm cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa thăm bảo tàng lịch sử chiến thắng điện biên phủ tượng đài chiến thắng mẫu tem thứ tư với chủ đề phồn vinh hạnh phúc hình ảnh chính là cô gái dân tộc thái đang chào đón các em thiếu nhi các dân tộc tung tăng tới trường với niềm hân hoan hạnh phúc